Ok, mời lên em. Hôm nay thì chúng ta chơi thử một game mới. Game này có tên là Computer Divide Shop. Game này thì nó vẫn nằm trong cái chuỗi game mà Simulator giả lập quản lý mà bữa bữa hay hay trong John á. Lúc trước thì mấy kênh lớn đã từng chơi về cái dòng game như thế này rồi. Nếu anh em còn nhớ thì nó là con Internet Simulator. Đây, nó là con này hồi trước. Thì game này mới ra mắt vào ngày hôm nay thôi, ngày 13 tháng 1. Thì đúng 0 giờ sáng hôm nay thì nó ra mắt á. Thì bây giờ chơi là hơi trễ rồi, cũng không sao. Game thì cũng đã nhận khá lâu rồi nên giờ tranh thủ vô chơi thử coi sao. Game chất lượng không? Một bản co-op khác nữa là Chimmer, con Chimmer Live Simulator nè. Con này thì đánh giá rất là tốt luôn. Con Internet Simulator rồi, đánh giá cũng rất là tốt luôn phải không? Đây, 10.000 được đánh giá. Vậy con game này doanh thu là khủng khiếp luôn rồi đó. Bây giờ thì sang con game này nó hơi tụt xuống một tí, chỉ còn có mid-seed thôi, 5-6% cũng khá buồn nha. Đây, coi thử cái trailer trong lúc tải game đó. Game gì tới 10GB luôn trời. Gì giang hồ gì đấm nhau gì vô vô cư cái gì. Màn hình xanh, cái màn hình xanh này cái thời Win XP là anh em rất hay gặp á. Sau này nó lên Win 10, Win 11 thì nó đã khác tí à. Win 7 nó vẫn còn cái màn hình đó nữa. Mira Software, cái này đồ bọt phải không, office phải không? Mình có thể chơi game trong game luôn rồi nha, thậm chí là trang bị mấy cái máy móc người sao cái gì mà giống hacker quá vậy. Có phải chúng ta chỉ là nhân viên sửa máy móc không? Không, cái đống ám sát này thì từ mấy con game trước tới giờ vẫn xài đi xài lại hoài, mô đền nhân vật đồ cũng vậy luôn. Game này mỗi lần đẻ ra là có 1 triệu đô về cho mấy cái chủ tài khoản rồi, nên họ cứ đẻ game rất là thường xuyên. Xin chưa ta, chưa, nó có 2-3 GB mà tải lâu vậy. Có đi ba múa thuốc thì xong rồi bài bạc ngon lắm nha. Game này đầy đủ chủ đề 18 cộng luôn á. Chắc tôi tích cái phiếu 18 cộng vô luôn. Thôi cái gu này tôi chơi rồi. Cái gì bách cung lá gì? Có hoàng thượng nữa kìa. Rồi có hoàng thượng luôn, chúng ta có thể bui được hoàng thượng luôn. Ok, dùng game. Có 2 cái thành tựu thôi đó hả? 23 cái thành tựu, nhầm, con mắt mù nữa thôi. Ô, menu độc đáo ha. Nè, anh em thấy tôi đang đặt cái camera sau lưng tôi đó. Cái quạt này giống cái quạt siêu tường quá vậy. Quạt này thời mà tiền sử tôi cũng hay xài nè. Option. Không có tiếng Việt, hơi buồn tí. Game VC thứ rồi, ok, bắt ra. Start. Cái gì? Trời, cái chữ này sao mà đọc được? Cái mà cửa hiệu mà của mình đó đang được thuê để thôi, nó thì không có hữu dụng cho nhiều lắm, tất cả các công cụ đều mới đó, nhưng cần mình cần phải game thêm là thuê thêm một cái thứ gì đó. Rồi rồi rồi, nét nét đi rồi sao. Có 2 chấm này là cái gì? À, cái này là giới thiệu về cái văn phòng mình đi thuê thôi. Rồi, ok. Nó đinh gì 500 vậy? Đây là cái căn phòng mà nơi mình ngủ ở đây. Mình có thể mà ngủ gục ở ngoài đường, nhưng mà tất cả các tiền của mình sẽ bị chậm hết.
Ừ, em đợi tí. Lau mấy kiến cho nó sạch thì dễ đọc. Rồi. Đây là cái phòng ngủ của mình, nơi mà mình đi ngủ. Mình vẫn có thể trả, mình phải thanh toán cái phí nó mỗi ngày. Nếu mình ngủ ngoài đường á, thì tiền của mình có thể bị chậm mất. Sao không ngủ tại cửa hàng luôn? Này là cái gì đây? Bị cảm giác như bị xé hình đó. Nhớ nghe để ngủ. Ok. Cái ghế này nhà tôi còn đó nè. Cái đẩu này đậm chất chị Năm, Á Đông của mình quá ha. Nghe để mở cửa. Chào anh. Trả phí mỗi đêm 50 đô. Thôi thôi ngày mai đi. Lâu lâu nó bị gớt hình ta. Để nó gớp chữ lại. Lock IPS, lock IPS. Rồi, nóc xuống 60 nha. Ok, mình bây giờ phải đến shop. Đi theo cái hình icon trên bản đồ. Wow. Anh bán búp bê tình cảm hả? 300 đô, tiền đâu? Tiền của mình có ở đâu? 8 đô hết, 1000 đô lận. Thôi, thoải mái dư giả anh em ơi. Sao đoạn gù nhẵn không vậy? Nhớ đường để hồi quay về ngủ nha. Đi đến cuối đường quẹo phải lên cầu thang. Cái gì đấy? Cái cửa hàng của mình đó hả? Tụi mày ăn đéo nào? Ây da! Ủa không không? Này là ai đây? Cái shop của mình đã bị chiếm đóng bởi những cái người vô gia cư rồi. Nếu mình trả 50 đô la thì có thể lấy cái gậy bóng chày để bêm lại họ. You stay back. I've just pressed the syringe. I will take them all down. Xử lý nó này. Đấy. Nó đấm mình chết luôn kìa. Mất tiền không? Mất tiền không? Vẫn còn. Rồi, cửa hiệu của mình là cửa hiệu nào đâu? Không phải cái này. Đây nào. Ta ghi đòn đánh hả? Này thì màu da không sáng à. Đánh cho chuyển sinh luôn. Cái cây gậy ra đây. Không. Để ở đây thằng nào láo nháo là bem liền luôn. Dọn gác. Trời, nó đem giấy vô đây, nó làm cái trò đồ chị gì luôn nè. Quách đơ pháp. Được chưa? Còn mấy cái này thì dọn làm sao? Rồi chụp phải. Bẩn vậy. Gì có cái cây nó mọc trong nhà luôn đó, hay là cái chậu cây của mình đó. Chưa dĩ dên vô bị mấy ông nội vô gia cư đánh mình chuyển sinh luôn rồi. Geneo là cái gì đó.
Không, gì đó xem như là sập rồi đó. Để tôi dọn đây. Không có xóa được cái tường, trời ơi, nó vẽ bậy lên cái văn phòng thôi. Sao mới có 76% ta? Mày chạy vậy hả mèo? Ngồi đây. Không ngồi anh bạn được á. Linh vật của tôi. Thôi ngồi đây dưới nhà đây. Bây giờ đợi khách hàng đến ghé qua cửa hàng của mình. Cái gì? Thiếu mà cái cây quy không có cây máy tính không có luôn mèo đâu ấy cái gì đây khoảng từ từ một vài khách hàng đã đặt cái máy có vấn đề ở ngay trước cạnh cho mình. Ủa bây giờ đọc cái tờ note được ghi bên cạnh cái cây này đây tôi mua cái máy tính này vào tuần trước ở một cái cửa hàng bán đồ ăn trộm trông nó rất là tốt nhưng không thể khởi động được một cái thằng bán cho tôi đó thì đã nói là một số cái thành phần nó hoạt động. Nói là tất cả các thành phần của nó vẫn hoạt động như cũ. Thằng ăn trộm nói là cái máy tính này có thể mở được khi mà anh ấy trộm nó. Nên mình phải kiểm tra cái vấn đề. Ôi ơi, bán hàng ăn trộm à. Ủa, bấm lộn vậy. Nhấn nút F để nhìn vào các linh kiện bên trong thì mình thấy là không có nguồn cho cái cây này. Mở cái máy tính bảng của mình ra và đặt hàng một cái mà bộ nguồn từ cái Yamazo. Yamazo ở đây. Đặt hàng một cái bộ nguồn đây. W. Cái máy ăn trộm này nhìn nó cũng vàng vàng nhưng mà cái này 330. Nguồn 650, nguồn 550 luôn đi. Quốc. Rồi bấm vô đâu để nó gửi. Hoàn thành đơn hàng. Bây giờ đợi nhân viên là ship đợi anh shipper ơi. Anh shipper à. Cái gì đây? Này. Ăn trộm, ăn trộm. Kìa, tính shipper kìa. Mèo mèo mèo, con mèo đâu? Bán cái đồng giấy được 10 đô còn cao hơn lương mấy tiếng của tôi nữa trời. Sao à bây giờ mở máy tính lên để test nhấn nút cắt để khởi động cái màn hình đang kiểm tra ra
655.3. Mở cái Discord lên cái đã. Có gì bí quá thì hỏi thằng em sinh năm 96 nó hỗ trợ. Hello. Tôi là cái tấm ảnh lành của bạn và tôi yêu bạn. Nhìn cái bản mặt bẩn bựa của nó nè. Bây giờ đặt cái cây lên cái mảnh, hoàn thành cái gói hàng. Lần sau. Vậy coi như là mình khởi động lên được là coi như xong đó hả? Đây cái ghi chú đây. Thanh niên đi trộm cái máy về đưa mình nữa chứ. Đặt lên cái chỗ mà phát kinh là cái chỗ này hả? À đây 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 đây. Rồi bây giờ báo hoàn thành đơn hàng ở đâu? Cái này là cái gì? Giống cái bộ mà thổi khí 400 hay lao có bật lửa luôn. Ủa cái này USB. Rồi bây giờ làm sao nữa? Hoàn thành cái đơn hàng trên màn hình. Trời mua cái cục nguồn 300 mấy đô. Sửa cái máy 400 đô. Biết gì mua cục nguồn cùi cùi được rồi. Vixer. Rồi xong cái phần hướng dẫn, chúc mừng mình bây giờ đã là thành anh IT. Ủa cái shop mình chỗ nào vậy? Đây quách đó. Ở bên đây, bên đây. Cái đơn hàng mới nè. Vô ai à? Tôi nhìn thấy cái shop mở cửa nên đến đây. Phải. Tôi xem phone nên cái máy tính của tôi bây giờ đã bị hỏng. Tôi không thể vào được cái zone host. Trời ơi. Honeybook. Kiểm tra nó nhanh thôi. Cái điều gì tôi sẽ tới tiền. Tôi không phải nhớ mật khẩu máy tính. Để có thể nhìn trong cái tờ giấy ở bên trong phòng của tôi và viết lên máy tính đó. Hãy bẻ phá nó đi bằng cái công cụ USB trên bàn của mình. Quay tay vừa vừa thôi anh ơi. Can Gút để giải quyết vấn đề. Cài đã cái bản là JAV vào con máy tính này. Từ cái ổ đĩa, dọn dẹp cái máy tính, sử dụng cái bộ mà thổi khí, bẻ phá cái phần mềm Windows. Phát gắt kịp. Gắt. Nhìn hiện đại không? Hacker, bắt mật khẩu là 1-9. Một hai ba bốn sáu bảy năm chín. Trời ơi ông này ông coi cái thể loại gì thế này. Dọn dẹp cái máy tính sử dụng cái enter zone host phần mềm scan như good đâu AVG bắt đầu quét chạy nhanh nó nhớ máy mực đó chứ không chừng có hình khủng luôn á. Anh em chắc đâu có biết em em này là cái gì đâu. Trong lúc đó thì mình
Rồi nhấn nút C, cũng nhấn chuột phải nữa. Con mèo nghe tiếng con mèo. Ok. Ê, cái zombie. Trời ơi. Dám nữa mất cái món hàng mà để đời của mình rồi. Không đông. Mình còn phải giao hàng bằng tay. Đô. Trời này làm ăn mà con nghèo vậy. Hơi tí là 4 năm củ. Thôi em ơi, đây nè, mời em vô shop. Anh mở cửa chào đón luôn. Đóng cửa lại. Chào em. Hello, lấy đi. Tôi nghe bạn có sửa chữa máy tính ở đây. Tôi là một ngôi sao rất là nổi tiếng trong con mèo nó chui qua cửa kìa. Tôi là một ngôi sao rất là nổi tiếng trong cái việc sáng tạo những cái video điên khùng trên là OnlyFans, OnlyMan nha. Hôm qua tôi mới đọc cái bài viết của một cái em mà top đầu trên OnlyFans á, nằm trong top là 0.01% á, doanh thu họ làm là của mình em nó làm á, trong vòng 3 năm là 40 mấy triệu đô, là bằng tôi làm mấy chục kiếp luôn rồi. Nhưng đúng lúc tôi đang làm video á thì máy tính lại bị gáp, tại sửa nó tôi không rõ vấn đề này lắm. Ok, em nói một tiếng anh lại tới nhà sửa luôn, không cần phải bê nguyên cái cây ra đây này. Tôi vẫn còn một vài cái chất bôi trơn phải nên khuyến khích mình nhanh luôn đi. Tức là cái gel bôi trơn nó vẫn còn đang hiệu lực, mình phải tranh thủ mới được. Ok em. Trời, u đúp u nó chứ, ai ma này đúp u nó. Em. Không có gam, HDD. Củ cứng em nó đâu rồi, bị thằng tà đạo nào trộm rồi. Ờ HDD con cái rồi, mình chỉ thiếu gam thôi. Gam em nó là khoan coi lại cái cấu hình mới được. HDD 500 GB, coi i7 lận, i7 3.1 lận. Cái này là AMD HD 770. Ủa RAM có rồi mà, HDD có luôn rồi mà. Khoan, tìm cái phần linh kiện bị hỏng thay thế cái linh kiện đó. Sử dụng cái wiki, computer wiki trên Apple. Computer wiki. À đây 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 đây, nó hướng dẫn của mình nếu như CPU bị lỗi á, mình sẽ nhận ra cái tín hiệu bị sập luôn trong cái hình này. Nó thì giống như cái lỗi ở cái bộ vi xử lý, mình sẽ muốn là thay thế cái bộ vi xử lý đi. Tiếp theo là cái card màn hình. Nếu mình nhìn thấy những cái card sầu sọc trên màn hình đó, ok, HDD thì màn hình xanh. Màn hình xanh thực ra nó rất nhiều lỗi nha, mainboard thì boot vô không được, nó sẽ hiện như thế này. Còn nếu như bộ nguồn thì nó sẽ là bị nghe cái tiếng gắt. Giờ hình ảnh nó xuất hiện, còn RAM thì mình sẽ nghe cái tiếng beep. Rồi ok.
Chibu Vanego. Khoan. SATA nhận đủ. CPU Vanego là sao? Có khi là lỗi nguồn thiệt á. Nhầm. Ủa? Tab. Vậy là lỗi CPU rồi. Amazon CPU. Hồi nãy em nói tới i7 lận. Lỗi vốn người ta. Rồi, xuống i5 hay em. Di chuyển nhanh vậy? À, bên đây. Ủa là sao? Hồi nãy là bấm bên nào để mua đặt hàng đó? Điện chuyển nè. Đây là khách hàng review cái dịch vụ của mình. Máy tính bị đóng băng thì cái máy tính bị đơ thì nay đã chạy trở lại. Máy tính của tôi chạy nhanh hơn và mượt hơn rất là nhiều. Hồi nãy là mình đắp cho ổng cái xịn đó. À, nãy chưa bấm, trời ơi. On the way. Amazon. Để đi em nó khô keo bây giờ. Rồi uống miếng cà phê đó. Đó, chị mượn rồi đó. Qua cái bức check kinh bill hết rồi. Mega shop. Aware some Freddy. Mogi shop. GTA phải không? Khốn nạn, cái thằng nào ghép cho gì nó chạy vãi nghiệt súc. Nghiệt súc. Có 150 đô, trời ơi. Cái tội sim gái. Khốn nạn. Trời ơi. Làm ăn một ngày không khóc luôn. Người này tính sao? Every day my stocks are replenished. Come back tomorrow. Trời, nó góp kìa.
bị gái dụ nữa, làm ăn kinh doanh mà dĩ thế này á. Mình thay con này vô không chừng nó chạy được cái lời gỡ vốn. Con này con i3 3.1, i7 3.1. Cũng vậy à. Rồi chạy qua shop anh này mua đi cho nó nhanh. Ủa? Đấy phải không? CPU anh đây. Cái này USB. Cái này cái cây. Không có bán CPU hả? Có đạo Bitcoin hay là cái gì không? Thôi lên mua CPU thôi. Patch to là anh em cắt mấy cái điểm patch trong cái đó để bảo vệ ổ cứng á. Rồi nó góp kìa. Mình có thể luộc đồ của khách hàng được không ta? Lỗi lên là lỗi ổ cứng phải không? Men, men cũng đi luôn rồi. Hai cộng ba cộng là cái méo gì? Tí nữa thế nào cũng kẹt hơn à? Cái quái gì đó. Bắt đầu mình thiếu ngủ. Bắt đầu mệt mỏi rồi. Xong cái này về ngủ. Ở đâu quay? Trời, có khách lại gửi hàng nữa cả. Cái hitbox nhân vật của mình nó làm to quá. Rồi, chạy được rồi. Nhiêu gì nhiêu tiền vậy? Nãy chưa kịp dòm nó. $750 vào rồi. Không 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 có không ăn uống không uống gì cũng đỡ. Sếp Vinh
Con mèo nó tự vô luôn rồi. Hai cái luôn. Cái này đến trước thì sửa cái này trước. Mấy cái đồ hư thì để bên đây. Game này sao nó góp FPS dữ vậy ta? Giật điên cuồng luôn á. Còn nãy là không nguồn. Hai con đều không nguồn á. Khoan nhìn vào trong cái máy cái. Con này nguồn 330. Lúc bị nút ít kép, lúc thì nút quy khó chịu thiệt. 250 với 330. Hai trăm rưỡi, 330. Gãy sinh mà đi hai hàng. Giờ mà John ơi, nhanh lên. Cái này cái cây lõm thì 250. Đây. Lại hư men. C55 đất 3 cộng. Máy tính gì mà hư lắm vậy, thường người ta hư chỉ một hai cái vấn đề thôi. Hình như nó mới nháy màn hình xanh đúng không? Đó nó chớp cái xanh cái mà. Vậy cái máy này hư cái quái gì? Đó, không có hình ảnh hiển thị lên màn hình. À đây, kẹt màn hình, trời ơi. Kẹt của thằng này là kẹt gì chứ? Quên đó. Kẹt nó là 10G 961. Thằng xịn trò vãi, đúng là game thủ luôn á. Mình đủ tiền chơi, còn có 185 đô à. Rớt gì nghèo, đúng nghèo luôn.
Hồi nãy tôi đắp cái gì vô vậy trời? Chết rồi. Cái máy này bị cái méo gì ấy. Ai da. Nguồn thay rồi nè, cạc thì cũng đã chạy rồi nè, cạc cũng đã thay rồi nè. If you have a problem, talk to my boss. Rồi nó ở ngoài thì kệ nó đi. Ngày làm hai cái máy là chúng ta đủ sống. Có tiền thì chúng ta mới đi quẩy được. Còn vấn đề là cái thằng này. Thì đúng là nguồn mà ta. Nguồn mình cũng thay cho nó rồi. Lỗi nặng rồi nha. Lỗi này là lỗi gì? Nó hiện lên được cái chết gam, gam chết xong rồi nó đơ luôn. Từ từ nghe kỹ nha, có tiếng bíp không? Trời, có tiếng bíp. Có tiếng bíp, lỗi nặng rồi. Lỗ nặng tôi rồi. Gam 10G CyberX. Lỗ quá. Cùng nguồn này còn xài được nha. Cái Vega này cũng xài được luôn. Để nó chậm lắm ta. Cái men này nãy thay rồi. Mấy cái đồ hư này mình giục ở đâu vậy? Màn hình trắng thì
Man, cái máy này hư lắm vậy thiệt. Biết 99. Ngày sửa hai cái máy hết nguyên ngày luôn. Ủa cái này ít 79 mà 6 cộng lận lộn rồi. Nhưng mà vẫn lên. Vẫn lên thôi. Không biết. Trời ơi 300 đô hả? Nghĩ sao vậy? Chưa biết bao nhiêu đó 300 đô. Hai cái nữa rồi. Còn có 500 đô à. Ủa nãy gửi 700 gửi đô. Xong rồi mua. Càng chơi càng lỗ vậy. Nó muốn nâng cái card màn hình với mà cái CPU từ 0.49 lên 1.23. Mình nó đời hai thôi. Nguồn này được rồi. Lắp con kẹt khủng cho nó được không? Kẹt nó thì vẫn còn chạy đó, chỉ là hơi đuối quá thôi. Còn có 300 đô thôi. Lên không? Chứ quái gì vậy? Sao lắp vô thì nó lại hư lắm.
Hồi nãy vẫn chạy bình thường mà. Thôi, nghỉ sửa máy rồi, đi luôn. Coi có gì chơi trong cái khu này không? Đây 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 đây. Ừ thiệt đâu. Còn lại 2 phút mà. Dạ nó không nhìn mặt mình luôn. Rồi thì chúng ta chơi cách này. Đấy, đơn giản. Game này gọi là sửa máy tính nhưng mà thực ra chúng ta vi vu là chính. Đây. Anh em thấy nó mất tiếng là tại vì cái tiếng nó gì á. Tí nữa mất công mình mở lên. Cái đường về nhà mình không nhớ nhưng mà đường ra đây thì nhớ rõ lắm. Rồi dẹp 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 ngay. Khốn nạn lựu đạn đồ mà không đếm. Ra cửa quẹo phải đi lên 2 cái cầu thang đi xuống đến cuối con đường quẹo trái xong rồi lại quẹo trái lần nữa lên cuối con đường lại quẹo phải. Chính dầm chính chân chính đô của tôi. Đồ lừa đảo khốn nạn. Game. Ngon. Đừng trước em ơi. Đó. 500 đô phải đáng đồng tiền bát gạo gì chứ. Rồi lặp lại cái animation này. Rồi, ok. Vậy thôi. Đây, bên kia có con heo nữa kìa. Còn 100 đô mình chưa có thử. Đúng là vật giá nó leo thang thiệt. Cục súc.
Giống được. Đây, cơ hội làm giàu của chúng ta đây. Start 13 hả? Rút. Khủng nạn. Quắc quắc quắc, quắc nè con. Đắt dắt, được cái thành tựu. Hết, đừng có quắc nha. Nhưng cứ hết, đừng có ra hình. Bây giờ là 14, hết 20, win đó. Đừng móc ra 21 nha, kìa fan game luôn á. Ngon. Giờ bạn chơi đường nào nữa. Đương nhiên là phải hết rồi. Hình. Chơi 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 chơi. Chết à. Chín. Nó ra 19. What? Trời khốn nạn. Lừa đảo. Ok, hello anh em. Hôm nay chúng ta bắt đầu một con game mới. Game này có tên là Computer Game Shop. Chúng ta sẽ nhập vai vào một cái thợ sửa máy tính ở một cái thành phố rất là loạn lạc giống như chỗ này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến quán bar làm cái nhiệm vụ đầu tiên để bắt đầu trò chơi đó. Đây. Đi thẳng, ghẽ trái một lần nữa và ghẽ phải. Đây là cái shop của chúng ta, nhưng cứ kệ nó đi. Please take a seat. Đứng ra con hình nè, khốn nạn chưa? Hình. Congratulations, sir. Vắt con bà nó luôn rồi. Nghe ra con hình 21, thấy không biết lắm mà, game khốn nạn. Lừa đảo. Lừa đảo. Không được nữa thì tôi sẽ xài biện pháp mạnh. Anh em biết cái con game này nó có một cái phép màu. Một cái phép màu rất là mới mẻ và độc đáo. Đây, tôi sẽ cho anh em coi cái phép màu gọi là tự động chiến thắng. Đây. Phòng tắm ở đâu mà sữa tắm đầy đủ cho anh ta. Chúng ta có 1.000 đô. Coi như là con số 4 khởi nghiệp của chúng ta đi. Một
trả tiền thuê cho anh cái đó. Vô mua cái men. Hồi nãy là mua cái nguồn trước. Thôi rồi rồi. Chứ tìm gì đi cũng không chạy luôn rồi anh em ơi. Game này chơi mà độc ác vậy. Thử lại lần nữa. Không được nữa thì chúng ta chơi cách khác. Mail được. $700 để mua ông bảo vệ. Game này nó không cho mình xếp ngang giữa chừng nữa. Thằng đẹp nó kỹ tính quá. Chúng ta chỉ có một đường khởi nghiệp duy nhất do game nó ép buộc nha. Hay là mình làm ăn lương thiện đi, đi đánh bài win một lần tôi sẽ trở về làm ăn lương thiện luôn, hứa đó. Trời hãy độ con một lần. Chèn chút nhiều quá vậy ta. Chính đơn. Chơi một phát all in luôn. Hai phát đây, hai phát. Phát đầu đã. Tất tài. Ấy 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 ấy. Má ơi. Tôi nghi thằng đẹp này lắm. Đó. Như thế này mà quà nữa hả? Rồi bây giờ mình mồi mình thua khoảng hai bàn liên tục đi rồi mình nhân phẩm đen đen tí đi. Rồi mình mới on in. Quắt luôn cũng được nữa. It happens, don't worry. Tự nhiên đỏ vãi vậy. Cược càng ít nó càng đỏ. You are the winner. Nghe mùi vậy đó nha. Rồi, thua trận nữa cũng được. Bảy. Mấy ổn cho lắm. Coi win rồi đó, không win nữa đi. Ngủ đạn con game. Bây giờ bắt đầu cái lòng tham của tôi nó đã nảy sinh. Nên chúng ta lại về con đường cũ.
21 nè. 8. Awesome, sir. Trời ơi. Đều. Rồi, chốt cứu 3.000 nữa thì chúng ta đi khởi nghiệp nha. Làm ăn lương thiện. Rồi, lên con hình chắc này đó. Sao mày quý này? Rồi, bye bye. Chúng ta chuẩn bị phá đảo trò chơi. Từ đã, lâu lắm mới có cái khởi đầu suôn sẻ như thế này. Nên 6.500 đô ngay khi bắt đầu trò chơi. Tạm thời ra main menu đã. Game chí xếp khi mà mình ngủ. Mém nữa chưa ngu rồi. Đường nào vậy? Một tiếng nữa mới được ngủ. Game này nó tính toán quá. Thôi mình làm việc nghiêm túc một ngày hôm nay đi, giờ mình đi ngủ sao. Ok. Để chết lại cái anh ở đây thôi. Stay back. I've just pressed the syringe. I will take them all down. Để nó phải ghi nó đỡ đòn tôi liên tục luôn. Màu da không sáng thì đi chỗ khác. Hôm nay chúng ta lại chơi một cái game mới thôi anh em. Game này có tên là Computer Device Shop. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thuê một cái cửa hàng ở đây. Sau đó đến đây là dọn dẹp. Bắt đầu cái hành trình sửa máy móc của chúng ta. IT 596. Đây. Bắt đầu công việc đầu tiên là phải dọn dẹp cái văn phòng trước đã. Sau đó chúng ta tìm những khách hàng tiềm năng, bắt đầu phát huy cái cơ nghiệp lên. Bây giờ mới được đi ngủ đó. Chúng ta có hoàn thưởng trong game này nữa nha. Nhà thì nó bẩn như thiệt. Một cái hình vẽ bậy trên tường của chúng ta đây. Bảy 4% còn nhiều gì chứ. 76. 79. Ủa? À, mấy cái gác trên bàn. Này không phải thùng gác hả? Còn cái gì mà 88% ta? Mình sẽ lấy cái máy tính này đặt lên đây. Cho nó đọc cái tờ note bên này. Tờ note ghi là tôi mua cái máy tính vào tuần trước.
ở một cái cửa hàng chuyên bán đồ ăn trộm. Hàng này rất là tốt, nó vẫn nhưng mà nó không thể khởi động được. Cái chàng trai bán cái máy tính cho tôi thì nói rằng các cái linh kiện nó vẫn hoạt động ổn định từ trước đó. Thằng trộm nói thì cái máy tính này có thể mở lúc anh ấy trộm nó thôi. Thì trong giống như là bộ nguồn không hoạt động, chúng ta sẽ phải mua bộ nguồn cho nó. Lên đây bấm vào cái tab Amazon đặt coi cái bộ nguồn. Nhưng mà trước mắt thì cũng đã coi cái nguồn nó như thế nào đã. Máy tính này là khá là cổ nha. X99 đời 6. RAM 12 GB. Cũng mạnh phết đó chứ, 2000 luôn á. Nên cái bộ nguồn đốt một chút. 550 được rồi. Xong rồi bấm vô đặt hàng. Sẽ có một cái con đi con của Amazon giao hàng cho chúng ta. Cái gì giật cái ghê vậy? Global file. Ôi mấy cái này vô tốn tiền lắm. Đây, chúng ta làm ăn nghiêm túc cái đó, không có thể chơi bậy bạ được. Đầu tiên mở cái hàng ra, cầm cục nguồn vô lắp vào cái máy tính. Đây, lắp cục nguồn vô, sau đó bấm đây khởi động lên. Máy chạy rất là ổn áp bình thường luôn nha, boss vô hệ điều hành rất là ngon nghẻ. Đây, cái máy đã hoạt động thành công. Ok. Rồi bây giờ đặt cái máy lên đây. Báo với nhân viên là chúng ta có thể chuyển hàng thành công. Đang tính toán cái chi phí, chúng ta chỉ bỏ ra 300 đô mua cái cục nguồn. Sau đó thì trả cái máy lại. Đem đến đây để nhân viên Shopee giao hàng cho chúng ta. Lời được 100 đô khởi nghiệp đầu tiên. Rồi ok, bây giờ đóng cửa lại đã. Ta đi ngủ thôi. Bây giờ rồi, không có giờ trong cái này. Review 4.1 sao, rất là ngon nghẻ. Rồi chúng ta có một cái máy của một ông già nghiện xem là John Hood. Thực ra cái mật khẩu này của những người hay xem mà ít ít á, tôi có thể đoán được mật khẩu luôn mà không cần phải là xài ở cái hát chép USB làm gì hết. Đây anh em nhìn tôi hát mật khẩu luôn à, một hit ăn luôn đó anh em thấy chưa, bắt đầu chạy chương trình anti-virus, cái đó gọi là nghề. Anh em thấy mà vệ sinh máy tính rồi, kỹ thuật phết á. Thôi ok, giờ đợi quét virus xong nữa là chúng ta hoàn thành. Cũ xem ít thôi nha. Nè hay man, tôi nhìn thấy cái cửa hiệu máy tính ở đây. Tôi đang là cái xem phone nghiên cứu trên máy tính thôi, nhưng bỗng nhiên nó bị hỏng, tôi không thể truy cập vào cái John Hot được nữa. Rồi nằm biến độc á, chắc anh em muốn đục rồi hết này chứ gì. Quét xong chưa? BKAV của chúng ta. Vãi. Báo giá. Chắc là 250 đô thôi. Không đô. Ok, chúng ta lại có 200 đô khởi nghiệp. Bây giờ còn gì nữa không? Nếu không thì đóng cửa về thôi. Em tỉnh của em vậy? Chào em, cô gái hay nàng tiên? Tôi là một ngôi sao rất là nổi tiếng trên những cái tựa đang sáng tạo những cái video ảo lòi trên là OnlyMan. Nhưng trong lúc tôi đang làm cái video đó thì máy tính của tôi đã bị gắt, vui lòng kiểm tra nó. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi không biết cái vấn đề này cho lắm. Con mèo chạy vô kìa. Tôi vẫn đang là dùng cái gen bôi trơn trên người, nó thì sẽ vô rất là nhanh nên bạn cần phải nhanh lên. Cho đó tôi học thuộc lòng rồi tôi chế được cho anh em nó chứ tôi không có biết gì cả. Mù tiếng Anh mà.
Từ đó hồi nãy là tôi nhớ trong một cái vũ trụ khác là tôi bị lừa đảo, ngồi CPU 1.5 GHz làm cái máy này chỉ có 200 đô thôi, nên nên mình cần phải cẩn trọng, cẩn tắc vô ưu. Ai sẽ gác là gì vô ý thức. Em này mặc như trời rất là lạnh luôn, còn em này thì mặc bộ đồ này đến cửa hàng của mình, anh IT. Ủa mình nãy sửa gì đó CPU. Rồi ok, chúng ta làm việc rất là nhanh gọn luôn nha. Sống rồi má. Thì là nó bắt phải khởi động lên win thì mới chết được cái ô đó, mới qua màn. Chúng ta có cái quạt nè, không biết còn cái gì dơ mà nó báo nãy dơ hoài ta. Nè, bot được lên win đàng hoàng nè. Ở đây có một số cái tệp ảnh anh em muốn xem không? Mini. Các cái nãy ta, hồi nãy nó có rất nhiều ảnh luôn. Đây, trả hàng cho em. 150 đô là coi như mình về vốn đi, không có lỗ quá nữa. Làm sao để đóng cửa? À, có cái đồng hồ nữa nè. Mới 3 giờ chiều à. Wow, lại một em gái nữa. Em gì tính quẹo vậy? Ừ. 330. Nguồn 330. Đây. Hồi nãy là có khả năng là bị lỗi thêm cái gì nữa ta, anh em có nhớ ở cái vũ trụ khác nãy nó như thế nào không? Thôi cứ đặt cái này đi, chuyện tới đâu tính tới đó. Tôi tính mua để sẵn nhưng mà sợ anh trộm quá. Vô ý thức ai sẽ ghét quả vậy. Cái này là cái gì? Nguồn. Hình như là có cái tiếng kêu thiệt á, anh em đợi tí. Không lẽ bị gam thiệt, gam chỉnh tiếng nhỏ quá không nghe. Gam 20 GB deep gam. Sao mà cái thời đại này toàn máy tính khủng không vậy?
900 đô. Sửa đủ vốn không đó? Thôi, mình tiết kiệm đi. 6.000 cơ đô của tôi, cái này còn xài được nha. Cặp đôi cùng tiếng. Trời ơi, nó chở hàng cậu. Chỉnh gà. 6 giờ chiều rồi, sửa cái máy 3 tiếng hộ. Mình sợ là mình đổi đồ của nó thì nó đánh giá cái shop của mình không tốt á. Đô vừa đủ luôn, trả lời lãi gì cả. Good Ủa? Nữa hả? Mom. Nữa hả? Để bài thích. Quên, nó thiết kế cái chỗ đó đỏ đỏ hoài nhìn. Xếp binh, xếp binh, xếp rồi phải không? Sao mở sao tìm lên không được vậy nè. Anh em đợi tí. Ông này phúc viết gì nữa đây. Bây giờ chúng ta vô bắt ốc phải xếp lại. Tên game của chúng ta đây, computer file shop. Đà lên SteamDB. Nhập vô. Đây game của chúng ta đây. Chúng ta sẽ coi cái điểm mà lao xếp. Ủa không có lao xếp luôn hả ông này? Ông không xài cờ lao xếp luôn. Hay là nó bị lỗi ở đâu? Nè, game tôi vẫn có cloud save nè. Tem này thì đóng gác thôi. Cọt Zalo DS3.
Map data local lao. Đây. Rồi ok. Bây giờ chúng ta tạo một cái zip. Đây tu. Có gì bất biến quá thì chúng ta lấy cái này. Rồi ok. Chúng ta tiếp tục, hôm nay chúng ta sẽ chơi một con game mới. Game này có tên là Computer Game Shop. Game không có cloud save luôn nha. Nên cũng hơi chua tí đó. Hôm nay là ngày đầu chúng ta đi làm việc. Anh em nghe tiếng thức giấc thì ông mỗi ngày thứ hai chứ. Tài sản chúng ta là 6.500 đô. Chúc một ngày tốt lành. Chúng ta đi đâu đó thì anh em đã biết rồi đó. Ủa? Cái thùng gỗng cũng đóng rồi đó. Hai người làm gì đây? Với 6.500 đô thì chúng ta có thể làm giàu rất là nhiều bằng một cái dịch vụ gì đó ở đây. Please take a seat. Trời, mỗi lần có 3.000 lên con hình nữa anh. Hình như game bị lỗi anh em ơi. Hình như game bị lỗi. Hình như game bị lỗi. Hình như game bị lỗi nên tôi khắc phục nó lại một tí. Đây, chúng ta vô game. Tự nhiên game gắt, nó gắt ngay cái lúc mà tôi chuẩn bị thắng đó nhá. Anh tìm nếu. Nghe cái tiếng gùi kế bên. Có khi nào mình được cái căn phòng lớn không? Đó, chúng ta có 6.000 đô để khởi nghiệp ngày hôm nay. Please do not forget to pay. Bây giờ thì chúng ta đến một cái khu vực gọi là đầu tư cho tương lai. Đầu tư phát triển kinh tế và kỹ thuật. Đây, cuối đường này chúng ta sẽ rẽ phải. Cơ hội làm giàu đã đến. I hope I bring you luck. Mình làm nhẹ nháy trước thôi ha. I hope you win the next round. Con ếch nữa là xong rồi. Rồi anh. Chúng ta đều biết sự chuyện gì xảy ra đó. Nice. Anh em coi tự tin à. Ý, cái sự tự tin chưa? Trời ơi. So wonderful. Rồi. Nhẹ nhàng. Chúng ta có 12.500. Lại tiếp tục tu tâm dưỡng tính ngày hôm nay thôi. Anh em muốn bổ mắt không? Tôi sẽ cho anh em bổ mắt. Game hay là Lusu? Lết. Game đây. Chờ. Ăn mừng chiến thắng ngày hôm nay đâu. Chỉ biết một đồ chị đến đây thôi.
Là một người công dân lương thiện, chúng ta sẽ đi làm ăn chân chính. Hôm nay có một khách hàng mới gửi cho ta một cái cây máy tính như thế này. Random upset memory not found. Cái chữ random access memory đó là cái chữ G nè, chữ A là chữ M là viết tắt của chữ gam á. Đây, coi cấu hình nó là như thế nào. 2T i3 1.3 RAM đời 4. RAM 8 GB đời vừa. Nhầm 8 GB mắc quá, cho nó 4 GB được rồi. Có lời nhắn gì không? Không. Sao mình không lấy cái gam bên đây lắp qua bên kia ta? Thôi mà làm ăn chuyện chính này lại đi làm vậy. Cái máy này bị cái gì? Lừa đảo, lừa đảo, nhìn là biết lừa đảo rồi. Mấy giờ rồi? Gần 6 giờ rồi. $1000. $1000. Cũng nạn. Cái tàn nó méo chết đi. Nó có bị lỗi gì đâu. Vậy máy tính không có lỗi mà đòi người ta sửa thì sửa cái gì? À đây nè, rồi ơi khốn nạn, nó bị dính virus quảng cáo. Hàng gì $1000. Sai lầm quá. My only password.
Cái gì đây? Ghê nít cám hả? Chúng khóc hơi mưa hả? Có mua được thức ăn cho mèo không ta? Nữa. Sao làm ăn kinh doanh mà. Trời ơi. Tuyên ngữ. Cài cú. Cuộc đời. Tôi có biết sửa máy đâu mà có ngày cứ đem máy rồi. Mua con gobo tình cảm không? Thức ăn cho mèo đồ chẳng hạn. These are not fighting robots. Hê hê. I can warm the bed for you. Ủa không đặt trong phòng được hả? Dĩa búp bê này đâu phải tình cảm đâu. Mày mua gì anh chí? Ôi ơi. Tính đâu mình được 3 chấm hay là 4 chấm gì nó. Đó 11 giờ tối nó mới cho mình đi ngủ hả trời. Không lẽ lại đi làm việc. Làm việc quay. Be nice to my robots. Tôi mua luôn. Chả biết làm gì. Mười một giờ đêm rồi mà không cho đi ngủ là sao? Khuya rồi. Bán gì nữa không? Bán ăn cho mèo không? Không còn bán gì nữa. 4 tiếng nữa mới được đi ngủ. Khoảng 4 giờ tối á. Cửa này không mở được. Mình đi dạo dạo coi có cái gì không. Nay làm việc nhiều rồi. Hai khách hàng thất bại hết rồi. Buồn quá.
Mua ở đâu? Không lẽ còn ở cái shop? Chúng ta mua đồ cho hoàng thượng đã. Cái chỗ đó thì tí nữa. Ê ê ê ê. Chọn chích với chúng tôi này. Mình mày đó, mày mày đi vô là bay mày liền. Computer cày quạt có thể chơi được Cyber Hotfix. Cạc màn hình cũng đã cũ rồi. Hình đó là 6G 1071. Cái gì mà luôn bu gì nè. À, cái đống thức ăn cho mèo. Nó chớp lên một cái rồi nó tắt xuống cái sọc xanh đó. Nguồn nó chạy không nổi hay gì á. Rồi thêm một cái máy nữa. Ừ.
Trời ơi. Để lâu quá mình không sửa thì nó có được không ta? Nguồn hồi nãy còn xài bình thường mà. Chắc là chạy không nổi thôi chứ không phải là hỏng. Nó muốn cài thêm cái quạt. Rồi nó muốn chơi được là Cyber Hot Fit. Cyber Hot Fit 2077. Nâng cái kẹp màn hình cho nó rồi. Hơi chích cũ rồi, nãy bán cái zombie hay vậy? À. Khốn nạn, mất 50 đô, mất một củ luôn. Nó có trộm gì của mình không vậy? Ủa, mua xong phải cầm về nữa hả? Trời ơi, mua hai cái luôn vậy. Làm ăn con lăng quăng. Sim phỏng nhiều là mất trí nhớ đó anh em thấy chưa? Ở đây có đường nữa nào, tí nữa rồi đi thử. Ít pin 73, cũng to 73. Rồi làm sao để mình tải app nào? Này bà nữa. Rồi gắt file nhập cái ID vô. Mình cần 5 cái unlocker cây để mà bắt đầu cái app. Bắt đầu gắt cái đó hả? Ghi game cái ổ đĩa thì mình cần phải có game đó. Có Steam luôn. À nó hỏi chơi được hay không thôi chứ không cần lấy game. FPS 36. RAM 20GB, CPU, display card, ổ cứng 500, điểm là 5150. Mình có thể tạo con VGood đạt chỗ đó.
cho các game sao ta? Hay là tải Steam về như cái đó? Nó muốn lấy Cyber Office mà không biết tải game sao đã. Quên tiêu giờ này. Hacker Wiki nè. Cắt nè. Để cắt một cái game á, thì mình cần phải có cái ID của cái game. ID thì luôn luôn là thay đổi. Trên là gaibergy.vetfay. Nó nằm đâu? Đây. Benchmark. Cyber Hotfix là tới 9600 lận chơi sao được không nổi. Cái máy không yếu xịu. No. Nhưng mà làm sao mình ghi chú cho nó biết là cái máy nó không chơi được ta? Đừng nói thất bại nữa nha. Đó anh kìa. Trời ơi, tốn biết bao nhiêu tiền của vô đó. Thiệt. Khốn nạn. Đi ngủ luôn, không có làm việc nữa. Đi ngủ. We can sleep together if you want. Sao nó bị lỗi ta? Ba trăm đưa bài lận. Coi. Chúng ta lại bắt đầu một ngày mới. Hôm nay chúng ta có 8.000 đô. Sao bèo chứ vậy? We receive payments daily. Nghĩ làm gì coi.
Nó ghê quá, nhỏ nhỏ thôi. Nhìn dáng dáng sao á. Game này chơi anh sao đó. Cái gì? Gán bãi. Trời ơi. Đừng. Cái gì nó vậy? Đi rồi, đi rồi. Khốn nạn. Khóc đã chim. Cho em ra, không muốn chơi nữa đâu. Nghỉ. Đi về. Vậy là vô đây chỉ có chơi bathroom thôi. Mình còn cái trải nghiệm cuối cùng là cái trải nghiệm dưới này. Ồ, dễ thương quá vậy. Chỉ ra cuộc hẹn này chỉ dành cho những cái nhà du lịch mà thôi. Chơi làm sao? Game này nó góp FPS khủng khiếp luôn á. Mình còn 4.000. Cái này chỉ trang trí thôi. Rồi chơi đường sắt được rồi. Bèm nó để. Nâng mấy ngàn đô mà không lẽ thua được cái con tôm tép nữa. Cái gì? Trời ơi, mấy ngàn đô của tôi. Có tiền đó nha. Làm ăn. Làm ăn súng nhăn. Vậy thua nữa. Kiểu này trang bị tối tân là thấy không ổn rồi. Thank you.
Trời ơi. Rồi hơn win đường phát kìa. Còn 90 đô à. Bây giờ một hit nữa nó chết rồi. Win nhẹ nhàng ngon. Tăng mình 2. Đập ngang nó, đâm đít nó. Một hit nữa nó chết. Đừng có lao vô 7. Ừ đúng rồi, đúc đít nó. Chấm xuống. Mày coi chấm xuống. Kích điện nó. Đó. Chơi. Cái của nó hiện đại quá vậy. Nhưng mà sát thương nó yếu. Một phép nữa mình giết nó được rồi. Dính 7 đi. Ngon, 13 máu. Chấm nó, chấm bi nó. Sao kèo này hiu quá vậy? Chết rồi. Trời ơi, nó cũng trắng máu luôn kìa. Cố lên để. Đúng rồi, chấm bi nó cái đó. Rồi, một hit nữa nó đi rồi. Đó, nhẹ nhàng. Hồi nãy mình thua con này nè. Chết rồi. Hết nữa. Rồi ơi. Kệ đấu đến khi nào win thôi. Có 1000 đô chứ nhiêu. Rồi thua rồi. Cái đó là lợi thế quá vậy. Win kìa. Lực còn khấy cờ. Đó. Nghệ. Nó gọi là kỹ thuật. Đấu nữa hả? Đấu tới nào lận? Hai thằng như nhau à. Rồi mình 97 rồi. Rồi chậm hơn nó một nhịp. Kệ đấu hồi cũng win thôi. Giống nhau thì nào có tiền là thằng đó lên. Nó dính cái 7. Chụp nó cái nữa xong. Cái nữa. Chấm vô. Đó. Anh em chơi cái này như đá gà vậy. Nữa hả? Chơi. Nó bổ này thì phải 4 cái nữa. Nhưng mà nó đẩy mình ra. Khó nha. Cái búa nó gõ liên tục luôn á. Mình đúc đít nó được rồi. Đó. Cắm nó cái nữa. Sao hiểu quý vị nó đập cái ghế vậy? Cái này của mình đánh phải 3 phát nó mới thấm được. Cái gì nó gõ kìa. Méo ổn. Nó cơ động quá.
chắc 10 vòng mới thắng được á. Chơi với tay dài á mày. Trời ơi con mũi này. Chấp 10% máu luôn á. Đốt đó. Trời ơi con mũi này. Chấp vô địch rồi, sắp được hẹn ngồi với gái vào phá đảo vô chơi rồi. Lấy đâu giống nổi. Nó dính bẫy rồi, đốt nó cái nữa nó chết luôn rồi. Rồi nhẹ nhàng. Quá mạnh mẽ. Đúng là đệ của anh. Tiền còn nhiều hơn rồi nãy nữa cơ. Trận cuối cùng. Xem phun lửa đấu nhau hả? Tự nhiên nó đâm ngang mình. Giờ đấu đến khi nào win thôi, có 100 đô cũng nhiều. Làm vô bảy chết anh luôn. Thiệt. Nó ngu như chủ nó gì á. Win. Đó. Trong khi ảnh chưa. Bây giờ mình có thể hẹn với Mia. Trời ơi đơn giản. Mia ơi. Mia à. Chiến thần của tôi nè. Good luck. Đừng hiện cảnh 18 cộng gì à. Well, my bad, bad, bad. I think this place means something to both of us. Thích con robot của anh không? I like your robot's performance. How about yours? Anh sẽ cho em xem cái cách mà robot của anh nó hoạt động. Một động cơ tua bin 12 nhịp trên phút. Yes. I thought you'd never tell me. Let's go. Không được á. Chase me, quick. Em nó đi hotel mà nó chạy vô kìa. Như đang dẫn động viên điền kinh việc vả vậy á. Cái này mà nó hotel á. You look great from here. I want to show you something. Ê, ê, ê. No one can beat my champion robot. Không ai có thể đánh bại con robot của ta. Gặp chân DG rồi. Vẫn còn tiền không sao. Mình chết thì vẫn còn tiền. Khốn nạn. Khốn nạn. Con bé Mia khốn nạn. Về chơi với mèo của tôi thôi. Rồi coi như chúng ta phá đảo game này rồi đó nha. Ok bye bye anh em. Về ngủ giấc nữa được không? Bây giờ không biết 1 giờ sáng hay 1 giờ tối nữa. Cái em Mia này đòi độc ác. Hóa ra con Gobo Champion là của em nó. Rồi ơi rồi. Rồi ok bye bye anh em. Số game refund luôn. Nó dám xin trả tôi.